Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nha. Vậy là hôm nay sẽ là ngày thứ hai anh em tiếp tục những cái series cày chay con game chiến binh truyền thuyết. Ngày thứ hai thì cái việc quét ải của anh em chắc là sẽ mình nghĩ là sẽ tạm bị trì hoãn ở cái việc giới hạn level, anh em phải cố gắng lên level 30. Sau khi reset ngày thì anh em cố gắng quét lên này 30 level 30 cho anh em treo máy một chút để nhận cái phần quà này này. Cái phần quà treo máy. Cái phát collect này thì phải nạp vip vào thì mới nhận được thêm thì mới lên được level 30. Anh em nào may mắn thì anh em nào mà chịu khó thì chắc là bây giờ lên được rồi thì anh em lại tiếp tục quét nha. Còn những cái sự kiện tiếp theo của game thì vẫn là những cái sự kiện cũ thì anh em lại cứ tiếp tục đẩy lên. Đấy, những ngày tiếp theo thì anh em cứ chơi theo cái mô típ cũ thôi, tiếp tục đẩy lên cho sức mạnh tăng tiến, nhận thật nhiều quà đây này, nhận hết tất cả những cái quà mà chúng ta có sau đó mở ra hết nha. Ủa, 99 mảnh mà đây thiếu cũng một mảnh nữa là được mở một con nữa này. Đấy, xong có những cái đây, có những cái này này, cái năng lượng này này, cái năng lượng treo theo tiếng này mình có thể mở ra, mình tăng cấp sức mạnh cho con tướng của mình để nó đi những cái ải sự kiện nó không bị thoát đấy. Mình sẽ mở hết nhá. Còn có kim cương nữa này. Rồi, bây giờ thì trang bị cho những con đam chính. Ngày hôm nay thì con này của chúng ta thì chắc chắn là sẽ lên được Elite cộng 1. Nó lên Elite cộng 1 là chuyện đơn giản. Còn Vegeta siêu ra cấp 1 này này. Đấy, anh em cố nâng nó lên level rồi. Lên level 120. Mình thì khá may mắn được thêm cả con Dabura nữa anh em ạ. Đây, mình được thêm con Dabura Elite cộng 1 nữa. Nên hai con này mình thấy gánh cũng khá ổn. Đó, anh em cứ tiếp tục làm mấy cái leo mấy cái tháp nhiệm vụ thôi.